Thưa quý vị và các bạn thân mến, hiểu như thế nào về thể chế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thảo luận tại tổ về dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP vào sáng ngày 11 tháng 11 cho hay: "Tôi nói nhiều lần thể chế bây giờ rất quan trọng, nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư rất tốt." Ông cũng dẫn quan điểm của nhà kinh tế học Robinson: một quốc gia thịnh vượng hay không thì vấn đề đầu tiên chính là thể chế. Thể chế kinh tế căn cứ vào cách mà Thủ tướng Phúc diễn giải thì đó mới chỉ là thể chế trong mạng kinh tế, cụ thể là hệ thống pháp chế, hiến pháp, bộ luật và luật. Thực trạng của Việt Nam là thời gian ra luật và điều chỉnh luật dưới thời gian các văn bản luật cho ra đời rất nhiều. Và bản chất hệ thống pháp chế Việt Nam là một rừng luật nhưng hành xử lại theo luật rừng. Khả năng áp dụng pháp luật ở hệ thống cơ quan công quyền ngay trong mạng đầu tư là rất kém. Xuất hiện nhan nhản tình trạng mà độc giả báo Thanh Niên Hoa Rừng chia sẻ: trên trải thảm dưới giải đinh, các nhà đầu tư rất sợ cái vụ này. Các ông ở dưới địa phương không giải đinh thì sao có tiền bỏ túi riêng và xây nhà lầu xe hơi. Thực tế tình trạng càng ra luật thì nạn luật rừng không cải thiện mà còn diễn biến phức tạp hơn. Cơ chế xin cho tình trạng cửa quyền lạm quyền lợi ích nhóm trong lĩnh vực chính trị, quyền lực, kinh tế diễn biến theo hướng thiên biến vạn hóa, khiến cải cách không theo đuổi được, kịp được cải lui. Điều này xuất phát từ đâu? Có phải là cơ sở xây dựng của nhà nước pháp quyền có vấn đề, mà trong đó nguyên tắc không ai đứng ngoài hoặc trên luật pháp bị bẻ gãy, sự độc lập hoạt động của các cơ quan tư pháp, hành pháp và tư pháp được bảo chứng như thế nào từ trong hiến pháp ra ngoài thực tiễn? Xa rời và chấp vá pháp quyền khiến cho toàn bộ nội dung thuộc về thể chế kinh tế xã hội trở nên u ám với nhà đầu tư và ngay cả trong phát triển xã hội. Phải là gỡ rối thể chế chính trị. Rất khó để điều chỉnh thể chế theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khi mà thể chế chính trị vẫn giữ nguyên bản chất. Sự đổi mới từ năm 1986 trên thể chế kinh tế xã hội đang cạn kiệt trước sức nóng và áp lực hội nhập phát triển kinh tế, trước cả sự tham nhũng nội tại và tinh thần pháp quyền đứng dưới đảng quyền. Để trải thảm nhà đầu tư thay đổi cơ chế chính trị chính là điều cần hướng đến. Chỉ khi chính trị thay đổi thì khi cơ chế kinh tế xã hội mới biến đổi theo hướng hòa hợp các lợi ích của cộng đồng với nhà nước và nhà đầu tư. Hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6 đã chỉ ra chúng ta tập trung sức làm tốt đổi mới kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị. Không thể tiến hành cải cách hệ thống chính trị một cách vội vã và khi chưa đủ căn cứ. Mở rộng dân chủ không có giới hạn, không có mục tiêu cụ thể và không đi đôi với tập trung thì dẫn đến sự mất ổn định về chính trị, gây thiệt hại cho sự nghiệp đổi mới. Tính đến thời điểm hiện nay là 33 năm và thực tiễn cho thấy chiếc áo thể chế chính trị quá chật chội so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Và đây là căn cứ để tiến hành cải cách hệ thống chính trị, bảo đảm mục tiêu sự nghiệp đổi mới toàn diện, khách quan. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trong một bài trả lời phỏng vấn The Leader cuối năm 2017 cũng đề cập đến kỳ vọng cải cách thể chế để phát triển bền vững, tránh tụt hậu xa nền kinh tế. Cải cách gì để có thể phát triển bền vững xã hội và tránh tụt hậu kinh tế nếu đó không phải là cải cách kinh tế? Một quốc gia mà muốn thúc đẩy được sự sáng tạo, chấp nhận sự tranh luận để thích nghi với cuộc cách mạng 4.0 chỉ khi và khi quốc gia đó lột chiếc áo thể chế chính trị cũ và mang vào chiếc áo mới phù hợp với thời đại hơn. Có thể Thủ tướng Klemmerer Nguyễn Xuân Phúc và nhóm đồng chí của ông vẫn nhìn sang Trung Quốc và mong muốn học hỏi mô hình giữ vững chính trị trong khi tăng trưởng đều qua các năm. Đây chính là vấn đề. Khó thịnh vượng kinh tế và ổn áp xã hội. Một số quốc gia được đánh giá không tự do nhưng tạo thu nhập cao cho công dân. Trung Quốc, quốc gia mà theo IMF dự đoán năm 2020, 1,8 tỷ dân nước này sẽ có thu nhập bình quân trên 20.000 đô la. Trung Quốc vẫn có thể duy trì một nền kinh tế thị trường cạnh tranh, trong khi giữ vững độc tài
cộng sản cai trị. Thế nhưng nhà phân tích Edward Haddad của Reuters diễn giải điều này qua quan điểm dân chủ và thịnh vượng của Torben Iversen và David Stockier. Một là chính phủ dân chủ và thị trường cạnh tranh thực sự hòa hợp, không phải ngẫu nhiên mà mọi nền kinh tế tiên tiến đều có một hệ thống đa đảng gồm chính phủ đại diện. Điều này bảo đảm rằng tất cả các tầng lớp kinh tế và các nhóm lợi ích đều có tiếng nói và khuyến khích các thỏa hiệp cần thiết để giữ hòa bình xã hội khi nền kinh tế phát triển. Thứ hai, dân chủ có thể được phát triển cùng với nền kinh tế. Sự phát triển của một tầng lớp ưu tú phần lớn là thành phần trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay đang mang đến những thay đổi chính trị hơn nữa. Trong hai ý này, nếu đặt trong bối cảnh Việt Nam, có thể thấy nhà nước Việt Nam chưa điều hòa được các lợi ích thuộc về các tầng lớp kinh tế và thỏa hiệp gần như không có trong lĩnh vực đất đai. Vấn đề Thủ Thiêm không đơn thuần là tham nhũng, nó gắn liền với Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Điều luật ưu ái lợi quyền cho nhà đầu tư sừng sỏ gắn liền với giới quan chức cao cấp, trong khi bỏ quên quyền lợi của người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thủ Thiêm trở thành sân chơi của những ông lớn và lợi ích đất đai thuộc sở hữu toàn dân, chứ không còn là lợi ích công cộng nữa. Thứ hai, tầng lớp trung lưu của Việt Nam theo dự báo của Ngân hàng Thế giới sẽ chiếm 50% dân số vào năm 2035. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải bảo đảm môi trường làm ăn cho tầng lớp này, đồng thời thỏa mãn khả năng tìm kiếm tự do của tầng lớp trung lưu. Vậy thể chế chính trị cái đang cấm đoán xã hội dân sự, coi đa nguyên điều là điều cấm kỵ, coi biểu tình và tự do lập hội là nhạy cảm, coi công đoàn độc lập là yếu tố nguy hại cho quyền lực đảng, thay vì chấp nhận tất cả những điều đó như là một trật tự tự nhiên của một nhà nước kiến tạo, giải quyết hài hòa các lợi ích của cộng đồng, thì liệu đó có phải là nguồn gốc của mất trật tự và bất ổn chính trị, nền kinh tế trong tương lai? Chính phủ Việt Nam vào tháng 9 năm 2019 vừa qua đã phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước ICCPA và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng thể chế chính trị sợ cạnh tranh đã khiến cho quyền dân sự và chính trị tồn tại rất hạn chế ở Việt Nam, chủ yếu trong các mạng vô hại mà nhà nước Việt Nam hướng tới như LGBT, người khuyết tật, v.v. Hãy nhìn sang Trung Quốc, anh cả về đổi mới kinh tế không đi kèm thay đổi chính trị đã và đang vật vã như thế nào trong thương chiến Mỹ-Trung. Khi mà giá trị nội tại và nền kinh tế và bền vững xã hội liên quan đến sự cạnh tranh đảng phái và giám sát xã hội dân sự, hai yếu tố góp phần dung dưỡng tính sáng tạo của nền kinh tế để tạo nên nội lực kinh tế, xã hội nói chung đã bị tước bỏ để phục vụ cho quyền lực cá nhân và độc tài toàn trị. Trường hợp của Việt Nam cũng tương tự, dù Thủ tướng có chuyên tâm đôn đốc và chỉ đạo thể chế, nhưng nếu là về mảng pháp chế thì vẫn sẽ tồn tại hiện tượng trên nóng dưới lạnh, trong tình cảnh trên giải thảm dưới giải đinh. Báo chí nhà nước đang còn lên phản ứng đối với GDP ma của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Một hiện tượng thú vị đang xảy ra không chỉ về quản lý kinh tế mà còn có thể hàm ý những động thái mới mẻ về đấu đá trong chính trường Cộng sản Việt Nam, khi ngày càng nhiều tờ báo nhà nước phản ứng về GDP ma. Vào cuối năm 2019, việc Tổng cục Thống kê Việt Nam phát minh ra GDP tăng thêm 25,4%, nền kinh tế bỗng nhiên có thêm 40 tỷ đô la và mỗi đầu dân bỗng giàu lên 400 đô la đang gây xôn xao dư luận. Đồng thời, nhận lãnh nhiều phản ứng của các giới chuyên gia kinh tế và từ rất nhiều người dân ngày càng khốn quẫn trong sinh nhai. Một bài báo nhà nước cho rằng cộng tất cả các doanh thu của các doanh nghiệp này thì còn lâu mới tương ứng với mức tăng hơn 25%, tương đương với 65 tỷ đô la. Vấn đề là doanh thu không được tính vào GDP mà là giá trị gia tăng VAT thường thấp hơn doanh thu. Chính vì những lẽ đó mà và nhiều hơn nữa, nhiều chuyên gia mới băn khoăn về tính giải trình của các con số tăng trưởng đó chứ không phải việc tính toán lại.
Bài báo trên cũng nhắc lại việc cách đây 2 năm trong một lần gặp báo chí, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng từng rút ruột nói tăng trưởng kinh tế nói 6,7% đến 68% hay 6,9% cũng được, nhưng nó ở đâu ấy. Còn ngân sách thì phải tiền tươi thóc thật, nếu một đồng là mất cân đối ngay. Những bài phân tích trên mặt báo nhà nước còn ẩn dụ và không kém mỉa mai về thống kê cô đơn và cho biết trong công tác thống kê các bộ ngành mới chỉ thu thập được 34 trong tổng số 79 chỉ tiêu thống kê quốc gia và cũng chỉ 11 trên 23 bộ ngành ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê theo luật thống kê 2015. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đặt dấu hỏi. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra con số bổ sung 76.000 NDN tăng thêm 25,4% GDP là những doanh nghiệp nào? Cần phải công bố danh sách các doanh nghiệp này và lý do vì sao trước đây không được tính toán? Bởi vì số doanh nghiệp cũ trước đây đóng góp GDP không lớn như vậy. Nhưng Tổng cục Thống kê vẫn câm như hến và không trưng ra bất kỳ bằng chứng nào về con số 76.000 doanh nghiệp rồi thêm ra đó. Một nghịch lý kinh khủng đang và sẽ còn hiện hình trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và trong chính phủ kiến tạo của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc trong tài khóa 2020. Chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc dự kiến phải vay đến 460.000 tỷ đồng tương đương với 20 tỷ đô la để bù đắp ngân sách, bất chấp chính phủ này vẫn tung ra các báo cáo đầy lạc quan về tốc độ tăng trưởng GDP lên đến 7% và giống hệt chỉ số thành tích GDP của Đảng Anh Trung Cộng, gấp đôi mức tăng trưởng của Hoa Kỳ và gấp gần 3 lần mức tăng trưởng của Liên minh châu Âu EU. Hành vi giả số liệu, hiện tượng mà dư luận xã hội rất nghi ngờ là Tổng cục Thống kê đã kiến tạo để làm đẹp các báo cáo thành tích cho sếp của cơ quan này là Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, khốn thay lại đang rất gần với sự thật. Phải chăng 76.000 doanh nghiệp được tính thêm đó chỉ là con số ma? Hoặc nếu là con số thực thì 76.000 doanh nghiệp chiếm hơn 10% tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Vì sao trong suốt một thời gian rất dài, nhiều năm, Tổng cục Thống kê lại thống kê thiếu con số khổng lồ ấy? Vì sao con số đó chỉ thình lình hiện ra khi đề án tính thêm kinh tế ngầm vào GDP của Tổng cục Thống kê bị dư luận phản ứng mà khó có thể thực hiện? Tình trạng một cơ quan thống kê quốc gia nhưng lại để lọt sổ hơn 10% số doanh nghiệp là quá yếu kém về năng lực thống kê và không thể chấp nhận được. Nhưng vì sao những quan chức đầu ngành thống kê không những không bị kỷ luật hay cách chức mà lại ngày càng được Thủ tướng ưu ái và thăng chức? Đưa kinh tế ngầm vào GDP sẽ giảm tỷ lệ bội chi ngân sách GDP trong lúc số tuyệt đối về bội chi không hề giảm, đồng nghĩa với việc chính phủ và trong đó có phần tiêu xài khổng lồ của khối cơ quan đảng sẽ không còn phải nhìn trước nhìn sau với tỷ lệ bội chi ngân sách 3,6% GDP hay dưới 5% GDP nữa mà sẽ thoải mái nâng con số tuyệt đối về bội chi. Và một khi kịch bản tính lại GDP thành công theo yêu cầu đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ ông Phúc được cộng thêm thành tích cho vận mạng ngồi trên triệu người của ông ta tại đại hội 13 của đảng cầm quyền diễn ra vào đầu năm 2021, mà gần 100 triệu con dân Việt Nam sẽ càng có cơ hội đội thêm gánh nợ nần ngập đầu cho hiện tại và cho rất nhiều đời con cháu mai sau. Tăng trưởng GDP được coi là một thế mạnh của Thủ tướng Phúc, nhưng cũng chính là điểm yếu chết người của ông ta khi bị các đối thủ chính trị đã xoáy vào bản chất giả dối GDP năm sau cao hơn năm trước của ông ta. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.